Xin chào quý vị khán giả, tôi đang quay trở lại với sân bóng đá Thịnh Phát 2 của Bến Thành Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục theo dõi ngày thi đấu còn lại của khuôn khổ sân bóng đá Europan Cup 2023. Trận đấu tranh hạng 34 của ca thủ En Hot Quy và ca thủ En Bình Tân. Dù vậy mọi thứ đã sẵn sàng và tiếng còi két lên, hiệp 1 của hai đội bóng chính thức được bắt đầu. Phần sân nhà dành cho số 8 đó là Thanh Luân. Đối, chân cháy. Cú đá đưa bóng chạm vào có lẽ là cột dọc. Có vẻ không phải, đó là cột ở phía sau cột luôn. Đó là cú đá từ xa. Tình huống ghi bàn rất đẹp mắt dành cho số 8 Thành Luân. Một siêu phẩm dành cho trận cầu này, và đó là sự lên tiếng của cầu thủ đang hoạt động ở phía hành lang cánh trái của các thủ Bình Tân. Thủ môn của El Dakhi ở pha bóng này đã hoàn toàn bị đánh bại. Một cú sửa góc cực kỳ tốt. Có thể dứt điểm, không vào. Pha bóng dành cho số 14 Tấn Thiện. Đó là một cú móc bóng ngược. Thay vào đó sẽ chỉ có đá phạt góc dành cho ca thủ Hoàng Quy sau tình huống tấn công vừa rồi mà thôi. Chúng ta sẽ định đo đá phạt. Rất nguy hiểm. Đó cũng là một tình huống đá phạt thành bàn dành cho trận đấu này. Bá Duy đã có bàn thắng thứ 5 ở mùa giải năm nay. Quả đá phạt cực kỳ lạnh lùng của Bá Duy. Bóng đã đâm vào một vị trí mép trong của cột dọc. Và sau đó tiến thẳng vào vạch lưới của Nguyễn Đức Dương dành cho số 9 Bá Duy. Và bóng ra của Đức Anh Thái Sơn nhưng vẫn còn. Số là 2-1 dành cho các thủ Bình Tân. Người ghi bàn đó là cầu thủ Ba Chéo số 24 Đoàn Nhật Trường, đội trưởng của các thủ Bình Tân. Ánh của Nhật Trường là khá mạnh. Dù cho nó góc sút khá hẹp, chúng ta theo dõi lại tình huống này. Người đã thực hiện cú đá trước đó là Trường Quang Đại. Nhưng mà bật ra đúng vị trí của Nhật Trường và sau đó là một bàn thắng được gọi là chứng kiến rất gọn gàng. Quang Đại đánh đầu rất nan nót dành cho số 9. Chúng ta có thể thấy được là Quang Đại đã nhạy như thế nào ở trong tình huống đánh đầu vừa rồi. Chỉ tiếc là bóng chạm vào mép ngoài của cột. Thủ thành của ca thủ Văn Huy. Vẫn còn Quang Đại, cú đá của Quang Đại. Thủ thành được chứng kiến lại cũng quan trọng. Và là sân chứa của số 9. Có con dạng học kỳ ở đây đang ngủ cho các nhân xung khí thay tuần ở màu áo của các thủ El Minh Tân. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và có vẻ như là sẽ có tình huống đá phạt dành cho các thủ của Hà Quy hay chăng. Các trọng tài sẽ có những sự trao đổi. Hãy cẩn trọng nếu như không phải nhận những chiếc thẻ với lỗi phản ứng ở tình huống này khi mà trọng tài đang rất dứt khoát. Và chiếc thẻ vàng đã rút ra cho số 12 Thành Tân.
có vẻ như đó là một pha phản công. Hai cầu thủ để bóng chạm tay ở trong vòng cấm đã không thực sự quan sát từ trước đó của đội tuyển mình, đó là Tuấn Anh. Chúng ta sẽ đến với tình huống penalty dành cho các cầu thủ của An Quy, và đến trước bóng đang là Bá Duy không vào. Rất đáng tiếc dành cho Bá Duy. Đó là tình huống mà anh đã đưa bóng đi lên trời, và cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Trận đấu theo 3-4 của các cầu thủ An Quy và các cầu thủ Bình Tân tại sân Đoàn Thịnh Phát 2 Bình Tân, trung cổ giải bóng đá Open Cup 2023. Đó là cú đá ngay rất nguy hiểm. Cú ra chân dành cho cầu thủ Mantel số 1 Tấn Thiện. Bóng có những sự lo bóng cho thủ môn của Nga Thu Bình Tân, nhưng rất may là sẽ chỉ có đáo vào góc mà thôi. Sẽ là Trọng Thái đường chuyền không vào. Cú đá ra ngoài của Thanh Tùng. Trọng Thái đã tạo ra một điều bất ngờ dành cho hàng rào cũng như là hệ thống phòng ngự của Nga Thu Bình Tân. Nhưng Thanh Tùng thì lại không làm được điều đó. Anh đã có một ít nhất lên tổng phòng ngự của Ca Thủ Bình Tân. Vẫn đứng vững, không vào. Cú đá ngay của Bá Duy. Thủ môn của Ca Thủ Bình Tân đang thi đấu rất hay. Thái, quả người rất tốt. Thái Tùng, Tấn Thiện. Điều bóng khó chịu của Tấn Thiện, bóng tìm đến xa ngang. Thủ thành Vinh Tiến vừa rồi đã bị bất ngờ. Chỉ cần bóng rơi xuống một chút ở phía dưới thôi, tầm một chút nữa thôi thì sẽ có thể tạo ra được một bàn thắng đẹp dành cho Tấn Thiện. Một siêu phòng, giống như cách mà thầy Luân đã được một tỷ số cho đội MBA. Một pha bóng đưa, bóng đơn giản nhưng lại có bàn thắng dành cho cầu thủ của Bình Tân. Pha bóng mà giúp cho Thành Luân có cú đúp ở trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số đang lên là 3-1. Rất đáng tiếc cho mảnh lưới của các cầu thủ bên phía Âu Đăng Huy đã bị thủng một lần nữa. Một pha đưa bóng lên từ phần sân nhà của Thanh Luân. Bóng đập đất và nó khiến cho thủ thành của cầu thủ An Quy bị cũng có những phần che chắn tầm nhìn. Như trận đấu trước thì anh đã phải hy sinh để nhường lại sân chơi tỏa sáng cho các đồng đội còn lại. Quý ông Thành Luân, cú đá bóng vượt xa, tiếp tục là Tấn Thiện. Trọng Thái, trước mắt anh đó là sự che chắn của Quang Đăng. Đánh đâu! Thủ môn của cầu thủ Bình Tân đã nhanh hơn, vẫn còn không vào. Bóng chạy ra ngoài, sóng gió tạm thời trôi qua. Cú đá ngay ở cánh phải vừa rồi có lẽ là của Tấn Thiện. Có thể dứt điểm, không vào. Lại lỡ nhịp dành cho cầu thủ An Quy. Người đã dứt điểm đó là cầu thủ mới vào sân cái đây ít phút rồi, cầu thủ mang treo số 30 của cầu thủ An Quy. Tình huống của Thạch Luân, và đó là pha bóng hơi giật mình dành cú đá của Trọng Thái.
người đã mang đội trưởng cho các đội bên tân sau khi mà thành thật đã phải nhận thẻ đỏ giữa sân, đã được trao lại cho cầu thủ mang áo số 2, đó là Phúc Thuận. Thủ quân ở lượt trận thứ hai ở vòng bảng của các thủ Elon Milton. Trọng Thái. Đó là cú đá ra. Người ghi bàn đó là cầu thủ Manchester số 3 Mark Ngọc Lâm. Tỷ số được nâng lên là 4-1 dành cho các cầu thủ của Elmington, và dường như đấu chính thức đã khép lại rồi, và lúc này đang là thời gian bù giờ, những cao thủ của LHQ lại để cho mình mất bóng và đối phương phản công ngay với một cú đá từ xa của Ngọc Lâm. Nó đủ để cho anh có bàn thắng. Quang Đại là người đứng trước bóng, cú đá thẳng. Vẫn có đá phạt góc. Tuy nhiên, đi trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu tranh hàng 3-4 của các thủ Elmington và LHQ ở buổi sáng năm nay khuôn khổ giải bóng đá Elon Open Cup 2023 khu vực miền Nam. Tỷ số chung cuộc là 4-1 dành cho các thủ Bình Tân, và họ đã có vị trí thứ 3 chung cuộc mùa giải, và tất nhiên vị trí thứ 4 là của các thủ LHQ. Cảm ơn hai đội bóng đã mang đến trận đấu ngày hôm nay, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở mùa giải năm sau. Và quý vị khán giả thân mến, sau đây chúng ta sẽ đến với trận cầu chung kết của giải đấu Elon Open Cup 2023. Ít phút nữa. Còn bây giờ, tôi xin nói tạm biệt.